Vừa qua trên mạng xã hội đang lan tràn thông tin cho rằng một nữ sinh 15 tuổi ở Trạm Tấu, Yên Bái tử vong nghi là do uống 4 bát rượu liên tiếp khiến nhiều người lo lắng sợ hãi. Vậy thực hư vụ việc này là như thế nào? Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo thông tin ban đầu, nữ sinh 15 tuổi tên là M, sinh năm 2008, học sinh lớp 9 ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái có đến nhà bạn ăn và uống rượu. Trong lúc uống rượu, nữ sinh này đi ra ngoài thì ngã gục. Thời điểm được bạn bè phát hiện, M đã bất tỉnh. Sau đó em này được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến ngày mùng 5 Tết thì M đã tử vong. Trung tá Vũ Tuấn Đạt, trưởng công an xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nơi nữ sinh và người nhà sinh sống cho biết, nạn nhân sinh năm 2008, cô gái này có uống rượu sau đó bị nôn. Quá trình nôn em này bị tắc phổi, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng em đã không qua khỏi. Cũng liên quan đến thông tin trên, ông Giàng A Chư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Công khẳng định, việc một nữ sinh vừa tử vong trên địa bàn là đúng, nhưng nguyên nhân tử vong không phải do uống 4 bát rượu liên tiếp, cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Nữ sinh tử vong đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương vào ngày mùng 6 Tết. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, Cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm. Trong đó có đến 7.726 trường hợp bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Điều đáng nói là so với cùng thời gian Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng đến 598% trong khi đó tập quán sử dụng nhiều rượu bia trong dịp tết của người dân đặc biệt là lứa tuổi thanh niên ở các địa bàn nông thôn đã khiến vi phạm trên vẫn trở nên phổ biến sắp tới cơ quan quản lý nhà nước sẽ nghiên cứu các chế tài cao hơn có thể có các hình phạt bổ sung mạnh hơn để đủ tính gian đe